À vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Thắng Vlog. Thì hôm nay cũng là câu chuyện về hai cha con bên làng Nảy Mật. Sau đây mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng em nghe chị Hồng chia sẻ về câu chuyện hai cha con bên làng Nảy Mật. Mời tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hello, hello. Em xin chào cô dì, chú bác trên đường lai. Những người đang sinh sống ở nước ngoài cũng như ở Việt Nam một ngày mới luôn luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Câu chuyện của cháu Đạt thì em nghĩ rằng là cháu đã được về với Phật Thánh, rồi cháu được gặp gia tiên của nhà cháu và đặc biệt là người cha kính yêu của cháu. Thì cũng cái sự việc của cháu Đạt trong cái lúc quá trình điều trị thì em cũng xin sẽ khép lại tại đây. Và em sẽ tiếp tục cùng đồng hành với cô dì chú bác trên cộng đồng mạng về hai cha con của nhà bên làng Lệ Mật. Thế thì trước khi kết thúc cái chuyện cháu ốm, cháu nằm điều trị trong cái thời gian vừa qua thì em cũng có cái cảm xúc và em cũng có cái cảm nhận riêng của em. Rất nhiều người không được ở gần cháu trong cái giai đoạn cuối cùng này và không được gần tất cả để tiếp nhận tất cả các thông tin. Thì thực ra em đã được tiếp nhận rất nhiều thông tin. Cảm xúc có, bực bội có, chán nản có, muốn bỏ cuộc có. Muốn bỏ cuộc đầu tiên đó là gì? Con cũng đã ra đi rồi, thôi thì xin khép lại tại đây, dù đúng dù sai cũng sẽ xin khép lại. Đó là cái sự suy nghĩ của em khi em biết được rằng là con chuyển từ ở bệnh viện Phú Thọ lên đến bệnh viện Nhi. Là em biết được cái tin đó thì em có ở nhà em có nói với chính em luôn nha, là nếu như mà con qua khỏi là một cái điều vô vô cùng mừng, nhưng nếu con không qua khỏi thì em sẽ không ngồi yên đâu. Hay là con không qua khỏi thì mình bỏ qua hết, mình bỏ hết, mình chỉ tập trung vào cái vấn đề là cái người gây nên cho cháu để cho cháu ngày hôm nay phải ra đi, ví dụ là như vậy. Ôi, em ngồi em cũng có sự suy nghĩ rối bời của em. Nhưng mà mọi người ạ, khi đó là tầm độ khoảng 10 giờ đêm, 10 rưỡi 11 giờ tầm đó thì có khán giả điện cho em: chị ơi, chị lên ngay bệnh viện Nhi, chị lên ngay, chị lên ngay, chị lên ngay. Thì em tức tốc em đi luôn, vì từ nhà em ra bệnh viện Nhi nó chỉ có khoảng 10 phút, em đi xe máy 10 phút thôi mà mọi người, 10 phút thôi đó. Đấy là em đi ban đêm, còn ví dụ như ban ngày thì có thể nó tắc đường thì em thể em đi khoảng 15 phút đó. Thì em ra luôn, em ra luôn thì em đã bị có cái sự cản trở ngay ở dưới chân, dưới tầng rồi ha. Nhưng mà phải nên nhớ một điều rằng Hồng Khan chứ không phải là ai khác nhé. Là em cứ thế là em lên trên tầng. Em lên trên tầng thì cái chú bảo vệ, cái chú mà cầm cái chìa khóa từ để trông trông coi cái bệnh viện này, thì chú ở đấy chú nhìn thấy chú: ô cô này, thì là chú cho em lên. Chú mở cầu thang, chú cho em lên, chú bấm cho em để em lên. Em lên tới nơi thì em nhìn thấy các chị ý là những người mà giúp đỡ cháu ngay từ phút đầu tiên nha mọi người, ngay từ phút đầu tiên. Thật sự em không biết nói gì hơn, vì em thấy các chị bỏ tất tần tật, bỏ công việc, bỏ gia đình để các chị có mặt ở đấy với con. Nó tuyệt vời vô cùng. Em nói thẳng một câu chứ, hiếm người có thể làm được điều đó. Mọi người có tin không? Hiếm lắm luôn đó. Bỏ tất tần tật, bỏ hết, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng mới về.
Và khi tai em được nghe thấy những cái hành động nó không bình thường, em lúc đấy cũng rất rất chán và rất là buồn. Mọi người biết tính em ấy, nó hơi nóng tính, nó hơi đàn ông. Nếu như lúc đấy mà chỉ cần lệch là không xong em đâu. Nhưng mà không may nó lại theo đúng chiều hướng của cô dì chú bác, các chị ý ở đấy. Thì đến sáng ngày hôm sau 7:30 sáng em nhận được một cuộc điện thoại, vào viện ngay, vào ngay. Thì đến hơn 9 giờ em mới vào. Hơn 9 giờ em mới vào. Thì lúc đấy cái lượng người thì mọi người biết cái gì đến nó đã đến rồi đúng không ạ? Cái lượng người mà khán giả, những cái lượng người mà yêu thương con ấy, các cô dì chú bác, các anh ấy, yêu thương con ấy, lúc đến đến rất là đông luôn. Rất là đông nha mọi người. Và mỗi người có một ý, mỗi người có một cách nói. Và nói chung quy lại 99% đều là bức xúc. Đều là bức xúc. Nhưng người ta kìm nén lại tất cả. Chỉ để làm gì? Vì con. Vì con. Người ta kìm nén lại mọi người. Mọi người biết không? Các chị còn khóc. Các chị nói trong nước mắt. Nếu như mà con được, được sống, hay con có nằm là một người nằm một chỗ không biết gì đi, hay con có ngồi xe lăn, thì các mẹ sẽ chung tay để nuôi con đến suốt đời. Không ai phải suy nghĩ, không ai phải lo gì cả, các mẹ sẽ lo. Còn có những mẹ còn nói khẳng định luôn một điều rằng mẹ lo được, mẹ có điều kiện để mẹ lo được. Leo lo được cho con nằm một chỗ cũng được, mà con ngồi xe lăn cũng được. Thực ra mọi người ơi, tâm trí em lúc đấy nó rối bời lắm. Nó thật sự nó hoảng loạn. Nó hoảng loạn mọi người. Và nó có nhiều cái nó dẫn đến. Thì khi lúc đấy đang ngồi cùng với mọi người để uống chén nước, mọi người thì cứ bảo nhau là đi ăn đi, ai cũng đi ăn đi. Thì anh Dũng anh ấy nhận được cái tin, vì lúc đấy em đang ngồi với anh Dũng, là bác ruột của cháu Đạt đó. Thì bác sĩ điện cho anh ấy, nói rằng là đi mua cho con bộ quần áo để thay. Thì lúc đấy mọi người biết không, bọn em lặng hết cả lại, lặng người lại. Thì khi anh Dũng mang lên cho con, để thay cho con quần áo, thì độ khoảng 20 phút sau anh Dũng xuống, thì anh Dũng anh ấy ngồi gục. Anh ấy gục xuống. Anh ấy chỉ nói được đúng một câu là gì? Con đi rồi. Con bỏ bác con đi rồi. Và anh ấy quay ra anh nói với mọi người rằng bây giờ chờ pháp y đến. Thì lúc đấy mọi người biết không, tất cả mọi người lúc đấy là gần như là vỡ òa. Em kìm từ hôm đấy đến giờ đó. Em kìm, thật sự em kìm. Em không để cho nước mắt em rơi. Em không để cho nước mắt em rơi. Nhưng mà nhìn tất cả mọi người, mỗi người chạy ra một chỗ, mỗi người chạy ra một chỗ để tự coi như là hét lên với chính mình và bất lực là không kéo con lại được về, không mang con lại được, mà để xuôi tay như thế này. Mọi người lúc đấy kiểu như là bất lực, mỗi người. Thì sau đó em đã phát cái live trực tiếp luôn lúc đấy giờ cho mọi người rồi. Mọi người có biết không, cái lúc đó khi mà anh mang quần áo lên cho con,
xuống là trời đổ cơn mưa to luôn, cơn mưa cực kỳ to, to lắm luôn mọi người. Mưa phải đến tầm 10 phút, sau đó tạnh, tạnh một cái, nắng luôn. Thì càng ngày những cái người vào thăm con, yêu con mà nghe tin con như vậy thì vào lực vào đông lắm, vào rất là đông luôn, và ai cũng trên người cũng đều có một cái cảm xúc và đều có sự bất mãn. Nó ngổn ngang cái lúc đấy mọi người, nó cực kỳ ngổn ngang luôn. Những người hiện nay đang theo dõi ở trên cộng đồng mạng không được gần như vậy và cũng không được tiếp xúc thì mọi người không biết được. Và mọi người đang cho rằng em đi vào quá sâu, khoét vào quá sâu. Nhưng mọi người, khi mọi người ở trong giữa cái đám đông đó thì đến 99% ở cái đám đông đấy đều có một cảm xúc nha, và đều có một sự suy nghĩ như nhau, thì mọi người mới thấu hiểu được. Còn mọi người mới có nghe qua một ai đó nói và nghe qua em nói thì mọi người vẫn cũng chưa thể hiểu được cái cảm xúc đấy, hay là mọi người không biết được chuyện gì, đúng không? Nên mọi người cho rằng là bình thường, nhưng thực ra nó rất bất bình thường, nó không bình thường một tí nào luôn đó. Và khi ở đấy thì mọi người biết không, mọi người đi hết rồi, mọi người đi hết, lúc đấy là đi sang hết ở bên kia để coi như là chờ pháp y đến. Thì em đang ngồi với bà nội cùng với hai người nữa, thì gia đình của nhà coi như là tâm đến, là gia đình của cái nhà của cái kẻ mà coi như hại cháu Đạt đến, hai người. Thì mọi người biết không, em thấy rất là lạ. Mới cái thời gian đó thôi mà những cái con người này nó biết nhanh thế chứ. Đến luôn nha mọi người. Đây là hình ảnh em cho mọi người xem. Đây là những con người đó nha mọi người. Đến nhanh vô cùng luôn. Thì bà nội của cháu, bà có khóc, bà gào lên, thì hai cái kẻ đấy đứng dậy đi luôn. Đứng dậy đi luôn. Thì em thấy rất là lạ luôn. Đó là gì? Thứ nhất, trong cái quá trình cháu nó nằm ở trên kia cũng lâu đúng không mọi người, nhưng không đái hoài đến. Và cháu xuống, vừa xuống dưới với bệnh viện nhi, cháu vừa ra đi thì gia đình nó lập tức đến ngay, có mặt ngay luôn nha. Thì không hiểu những cái con người đấy đến với cái tâm thế gì, vui sướng là ôi nó đã ra đi rồi, thế là xong. Còn những cái người nào làm sai thì cũng đã xong. Còn lại người ta đến, người ta muốn xác thực tận mắt, người ta nhìn thấy. Vì lúc đó chắc là người ta chỉ nghe một ai đó nói, hay là người ta chỉ nghe ở đâu đó truyền thông nói, mà người ta đến luôn nha mọi người. Người ta cũng hay là đấy, người ta đến người ta xác thực xem nó có đúng 100% không. Thì đó, mọi người thấy không? Nên là gì? Nếu như sau cái clip này em có mở toang bất cứ một cái việc gì, thì em mong rằng những cô dì chú bác trên cộng đồng mạng, những người ở nước ngoài cũng như ở Việt Nam mà không được song hành cùng, không được cùng và không được chứng kiến mắt thấy tai nghe như em, thì đừng phê phán em nha. Mà có phê phán em cũng phải chịu. Vì thâm tâm của em luôn luôn là gì? Trẻ nhỏ, người lớn tuổi và phụ nữ, em luôn luôn đặt lên hàng đầu. Nhưng mà không có nghĩa em làm em một mắt nhắm và em một mắt mở đâu. Không,
Đúng thì thôi mọi người, đúng thì thôi, chứ còn không thể nào lập lờ đánh lận con đen được, là không thể được. Và cái chiêu bài đưa ra phải nói rằng là rất 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 là cao thủ, cao thủ vô cùng luôn. Nếu như là người khác, khéo cháu Đạt sẽ không như thế này đâu, không như thế này đâu nha mọi người. Nhưng mà cháu cũng đã đi rồi thôi. Mong rằng mọi người, cô dì, chú bác cùng với em chiến đấu tiếp, và đặc biệt là những người hiện nay đang có đầy đủ bằng chứng, chiến đấu tiếp cùng em, chạy đua cùng em trên quãng đường này. Và ngày hôm qua là ở ăn mai táng tại quê nhà, thì em có về Phú Thọ, em có về nha mọi người, nhưng mà em không vào được. Mọi người biết là em cũng là người có bệnh mà kỵ những cái nơi mà có đám. Cái bệnh em đang mang trên mình em là cái bệnh bất hiếu mọi người. Cái bệnh của em là cái bệnh bất hiếu đó. Thế nên là em không vào được. Nhưng mà em cũng nhờ các anh em đến đó, để coi như là tận mắt được chứng kiến. Và đến tận nơi, và đến tận nơi rồi mới thấy rằng là nó có cái, nó nhiều cái nó buồn. Nó buồn, nhưng không phải là cái clip này. Mà xin hẹn những người, những cái người đó, những clip sau, đích thân tôi sẽ nói cho các người biết cái sự vô ơn nó sẽ như thế nào. Mà cái vô ơn nó sẽ nhận cái hậu quả rất cay đắng nhé, chứ không phải không đâu. Còn cháu Đạt thì cũng đã về rồi, với trời rồi, đi theo Phật rồi. Thì em mong mọi người một điều rằng không nhắc đến bé Đạt nữa nha mọi người, để cho con yên lòng. Nếu thương con chỉ cứ A-di-đà Phật thôi, đó là như vậy. Còn lại là gì? Những cái con người hiện nay đang còn sống này này phải trả giá. Từ những người hại cháu cho đến người cho cháu gọi rằng là người thân đi nha, sẽ phải trả giá. Và trong cái ekip đấy, dần dần yên tâm luôn, tôi sẽ lôi ra bằng hết. Tôi lôi ra bằng hết cho mọi người xem. Vì có những cái người hôm đó ở bệnh viện Nhi nhìn thấy tôi đều lảng hết. Tránh, tránh nhanh lắm. Tránh nhanh kinh khủng khiếp luôn. Không dám đối diện với chính tôi luôn. Nha, nghe chưa? Đang, úi dồi mọi người, lúc đấy hình như là mọi người có tin không? Tưởng tượng em như kiểu như là cái con hủi ấy mọi người. Cứ đang ngồi ở đấy mà em đi ra một cái là đi chỗ khác luôn. Em đang ngồi ở đấy mà thấy em lại một cái là đi chỗ khác luôn. Nha, còn nhiều lắm. Xin hẹn mọi người vào cái clip sau, để cho cái cảm xúc của em nó cũng được trôi qua một chút. Em sẽ lấy lại một cái tâm thế hồng khàn lại, sẽ trở lại cùng với mọi người nha mọi người. Cuối clip rồi, bye bye cái tình yêu. Bye bye cô dì, chú bác, bye bye. À vâng, thưa cô chú, anh chị và các bạn, cũng vừa xong nghe được chị Hồng chia sẻ về hai cha con bên đằng lại mệt, đúng, được biết đúng không ạ? À, sau đây cô chú, anh chị và các bạn, sau đây em xin phép xuống video. Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. À, đến video tiếp theo lần sau ạ.